Aira đi cháy phố đêm muộn mới về, bố cô ngơ ngác nói, con ăn mặc hở hang như này ra đường sao? Aira đóng cúc áo lại và nói, con đủ 18 cộng rồi, ăn mặc như thế này, tại sao lại không được chứ? Bố của Aira rất là tức giận, con có biết ở bên ngoài rất là nguy hiểm không? Bố, suy, mẹ của Aira cầm tay hai bố con rồi cầu nguyện, bắt đầu nhà rung lắc dữ rồi. Bố Aira chạy ra cửa sổ xem chuyện gì, một đàn quỷ chạy tới bố hô chui xuống hầm, người mẹ nhanh chóng đẩy cái bàn, mở cửa cái hầm mặt đất, bố Aira cầm súng phòng bị vì sắp phải đối mặt với ma cà rồng hút máu, mẹ dặn dù chuyện gì không được la hét rồi đóng lắp lại, cây thập giá cũng rơi xuống đất, nghe tiếng súng và tiếng kêu thảm thiết bố mẹ bên trên rất im lặng, lắp hầm mở ra, Aira hét to trong màn đêm u ám, hàng triệu năm về trước trận chiến xung đột giữa con người với ma cà rồng cứ diễn ra, ma cà rồng to khỏe mạnh mẽ nhưng con người có mặt trời và công nghệ tiên tiến lợi hại, hai bên hủy diệt lẫn nhau, không ai chịu nhường ai, con người không tìm thầy long diệt vong, đã tìm ra loại vũ khí bậc nhất trên thế giới là các linh mục bắt ma cà rồng, họ được nhà thờ đào tạo chiến đấu với ma cà rồng, cuối cùng con người diệt được ma cà rồng, những con ma còn lại cho vào khu bảo tồn, các linh mục có vũ khí rất lợi hại nhưng các vị linh mục mỗi người ở một nơi, một vị linh mục duy nhất ẩn danh mình vào tầng lớp xã hội, Darius là linh mục săn ma đứng thứ hai thì không ai là số một, anh ta bây giờ sống trong nỗi sợ quá khứ, mỗi ngày đều đi xưng tội, hôm đó có một người đi theo Darius nhưng bị anh phát hiện đè ngã xuống, người đó tự xưng là Drake, người quét rác trong thị trấn, cả gia đình Omen, anh trai của Drake bị ma cà rồng tấn công, còn Omen bị thương rất nặng, cô gái Aira đã bị ma cà rồng bắt cóc, linh mục có thể cứu cô bé trong truyền thuyết, Drake tìm đến giáo chủ, nhờ giáo chủ khôi phục săn ma cà rồng để anh có thể cứu được cháu bé của mình, nhưng giáo chủ không đồng ý việc ma cà rồng tấn công con người lần nữa vì sợ làm ảnh hưởng đến giáo hội, và còn nói với Darius dám rời khỏi thành phố thì bị coi là chống lại giáo hội, chống lại thiên chúa, Darius sẽ bị khai trừ, gạch bỏ tên trong giáo hội, trong thành phố giáo hội là một thế lực không ai dám đụng chạm, có một vị linh mục khác đã khuyên Darius không nên đụng chạm vào, lúc sau cảnh sát xông vào, linh mục kia nói Darius nhớ lời thề của cậu, chống nhà thờ là chống chúa, nhưng anh ta cứ ra tay sử dụng bản lĩnh người săn ma cà rồng, một lúc giết hết đám cảnh sát, Darius cầm con dao gọt hoa quả chuyên dùng để bắt ma cà rồng, đeo cái kính vào, sau đó lái con mô tô Revival của mình, rồi sau đó lái xe 3 ngày 3 đêm, rồi đến thành phố tìm được thấy Omen, tìm được Omen, còn Omen thì đã sắp toang, đã nhờ anh đi cứu cô bé, trong thành phố, giáo hội biết Darius đã hành động, giáo chủ phái 4 đệ tử săn ma để đi bắt về, Darius và Drake đã phát hiện dấu vết ma cà rồng, rồi đi về hướng phía bắc đến khu cách ly cấm địa của chúng, bên trong không có tên bảo vệ nào, toàn là khói sương mù bao phủ, một tên bị biến dị đang nấu thức ăn, thấy linh mục săn bắt ma cà rồng, tên biến dị trở lên cảnh giác hơn, hắn ta không hợp tác, lên hai người tự mình vào trong, ban ngày ma cà rồng trốn dưới đất, được khóa bởi cánh cửa sắt, họ thấy rất nhiều những xác chết của cảnh vệ, thấy một tên biến dị rất sợ sệt, linh mục hỏi hắn ta, thì đám biến dị tới, quăng búa Drake, anh ta tránh được, phản đam lại bằng cú headshot, sau đó chạy lên mặt đất, bọn biến dị lên theo, Drake lé đòn ngã nằm ra đất, rất may Darius xuất hiện kịp thời, cầm dao xử lý từng tên một, rất nhanh gọn lẹ xử xong bọn biến dị, để sót lại tên lúc đầu tra hỏi, nhưng hắn lì hơn cả châu bò, còn nhắc Darius và Drake quá trễ rồi, 10 giây nữa mặt trời nặn, giờ là lúc của bọn ma cà rồng, lúc sau những bộ móng vuốt sắc nhọn mò từ trong lòng đất lên, nó xuất hiện 4, 5, 6 con bao vây, Darius rất là thản nhiên, cầm sách thánh ra đọc kinh, tên biến dị sau cười đều, sách thánh của ngươi cũng vô ích thôi, nhưng lúc này, những cây thánh giá bay lên từ quyển sách biến thành những bánh quay sắc nhọn, rồi khua tay khua chân, phi về những con ma cà rồng không xịt phát nào, làm cho lũ ma cà rồng hồn bay phách tán, một con ma lao tới Darius vật ngã, còn Drake lần đầu tiên chiến đấu với ma cà rồng nên đã không ăn được chúng, Darius tới giải quyết giúp Drake, sau đó Darius cầm con dao lên, đâm cho con ma cà rồng một phát, cuối một con ma đứng ngoài gầm to, bảo mày hãy nhớ bố mày đấy, rồi sợ hãi bỏ chạy, lúc này tên biến dị kia hốt hoảng, cũng nói ra cho Darius nơi Aira bị nhốt, chúng đã đưa về phía tây, đột nhiên con ma cắn vào đầu biến dị, rồi Darius versus con ma khiêu chiến, cuối cùng Darius vẫn là người chiến thắng, dựa vào bản đồ người biến dị nói lúc nãy, hai người đã đi về phía tây, để giải cứu Aira, đây là hang ổ to nhất lũ ma cà rồng, một xảo huyệt to lớn hang động dày đặc. Darius Drake đã nhanh chóng leo lên đỉnh, khi đi vào trong hang, có rất nhiều đầu lâu, và cả xác chết trẻ con, tự nhiên bóng đen xuất hiện, thì ra đấy là First, người giáo chủ bầu cử đi tìm Darius, First chỉ muốn nhắc nhở phải an toàn, hai người nghe tiếng súng, Darius và First biết rằng, bọn ma cà rồng đã xuất hiện, một con ma khổng lồ tiếp đón hai người, lao vào vồ nhưng lé được. Phi tiêu của Darius không còn tác dụng với con ma cà rồng này và bị nó hút bay ra hơn 20 mét. First đã đốt pháo sáng để thu hút chú ý. Khi chạy trốn, First cũng bị con ma hút ngã ra đất. Sau đó Darius và First chấp tay phối hợp ăn ý. Darius chạy lên phía trước, First nhặt đá ném lên trên. Darius đạp lên hai hòn đá bay lên, rút dao gọt hoa quả ra.
ra, rạch một đường vào bụng con quái vật. Ôi thật là vãi đạn, tưởng là nó đã chết, đột nhiên nó vục dậy, rất may con Drake bắn chết. Ba người phát hiện chỗ này không giống phần còn lại hang ổ, tất cả mọi đường đi lối lại và cửa ra vào thay đổi rất nhiều, chắc bọn chúng đang thiết lập một đội quân khủng trên đầu giếng không đáy. Rất nhiều chim, chúng đào xuyên núi tạo ra một cánh cửa thông ra thị trấn. Nhưng ba linh mục kia đi cùng First đang lang thang Coco Pie trong thị trấn, ông bảo vệ tàu đang nằm ngủ, tàu hỏa đến, đĩa gạt tàn thuốc trên bàn lắc lư, ông cầm đồng hồ, sao mới 11 giờ có tàu đến rồi, cầm đèn dầu đi ra thăm dò, một chiếc tàu nửa rầm rầm vào bến, ông cụ lập tức chết luôn tại chỗ, một con quỷ hình người xuất hiện, thị trấn biến thành luyện ngục trần gian, lũ ma giết người trắng trợn, tên đứng đầu nó là Bram, là linh mục đã từng chết khi làm nhiệm vụ, ba linh mục lang thang Choco Pie cũng đã xuất hiện, một linh mục xông lên múa quạt, Bram đẩy một trưởng lên thiên đàng ở với chúa luôn, thì ra chính là bộ móng vuốt đại bàng, trong truyền thuyết kể lại, hôm sau Darius, Drake First đến thị trấn, ở dây không còn một bóng người. Toàn là xác chết, ba vị linh mục bị đóng đinh trên thánh giá, thật quá là tang thương, loại ma cà rồng này thật là mạnh, chúng không phải loại linh mục từng thấy, ở gần đấy không có hang động, có đường dây đi tới thành phố, thì ra đây là cái bẫy điệu hổ Ly Sơn, ba người bàn kế, First giao nhiệm vụ làm nổ đường dây, còn Darius, Drake lên tàu tìm kiếm Aira, cái gì đến thì cũng sẽ đến. Ba người cưỡi bọ hung chiến, ôi thật là bất ngờ, bọ hung chiến nhanh hơn xe lửa hơi nước, đã đuổi kịp xe lửa, Drake đã đuổi kịp, anh nhảy được vào xe lửa, trong những con ma cà rồng trong túi thần, Darius đóng nhanh lên trước, nào ngờ trong xe 6 con mô tô đuổi theo, anh bật tăng tốc ép xe của ma cà rồng bay tứ tung, cuối cùng Darius cũng nhảy được lên tàu, Darius vô cùng ngạc nhiên, Bram là thằng bạn cũ năm xưa, năm đó Bram bị nữ hoàng ma cà rồng bắt, con ma cà rồng đó nó không giết anh, cho Bram uống máu của mình, lên giờ thành nửa người nửa ma, Bram muốn Darius uống máu của mình để chung tay đấu lại giáo hội, hai bên lao vào, Bram đạp bay Darius vì anh ta đã mạnh hơn rất nhiều, còn First đã gài mìn vào đường dây, lúc này đám người lái xe Ducati cũng đã đuổi đến kịp First. Cô cầm con dao 30 mét chém chết từng người một, rồi dùng Bruno quay ném móc vào xe mô tô, rồi kéo đổ từng xe một nhào về trước, sau đó First xử lý tên cuối cùng, móc tung lên cao, rượt xé xác thịt bay tứ tung, thế là đã xử lý xong. Ở bên này, Darius đã khai chiến với Bram, nhưng võ công Bram vô cùng thâm hậu, vô cùng mạnh mẽ, Darius luôn chậm hơn Bram một nhịp. Cuối cùng Bram đấm thẳng mõm, bay khỏi tàu, Drake bị lạc vào kho trứng ma cà rồng, những con ma cà rồng con nở ra, bỏ chạy, rồi cũng tìm The Sierra, tự nhiên một cái tay thò lên khỏi mặt đất, thì ra Darius đâm thủng nền tàu chui vào trong, sau đó một đám ma cà rồng con phá cửa vào, Drake bắn từng con một rồi bắn thủng khoang tàu, cho ánh sáng chiếu vào, ma cà rồng thấy ánh sáng lùi lại. Hai người bắt đầu xông lên, Bram xuất hiện, đánh bay Darius, sau đó Drake cũng bị đánh bay ngoài tàu, Darius không còn sức, bị đánh cho thiếu sống thừa chết, Aira thoát khỏi người biến dị, cầm con dao gọt hoa quả xông lên, chém Bram có trượt phát nào, Bram xét có vẻ giống bố thời trẻ châu đấy, thì ra Darius là bố đẻ của Aira, Darius chấp thời cơ xông lên, bị Bram tóm được rồi ghim vào tường, cuối cùng First cũng đã đến, cô buộc mìn vào xe Ducati, Darius rút con dao người mình ra, Bram lôi Aira lên trên tàu, hắn định cắn Aira cho bị lây, nhưng đang há mồm, thì bị Darius phi tiêu trúng thẳng cổ, Aira ngã năn xuống, Darius đã kịp thời túm được, Bram đang chuẩn bị rút dao tấn công Darius, lúc này First lao đến, lao thẳng đầu xe rồi nhảy ra tàu, cô chỉ làm một lần thôi, đã giải quyết được đám ma cà rồng và chúa tể Bram ma cà rồng, hai bố con Aira và Darius thế là cũng đã nhận lấy nhau, Aira và Drake ôm chầm lấy nhau, Darius đã đi về thành phố, đến nhà thờ mà vị linh mục đang dâng lễ, anh vứt đầu con ma cà rồng xuống và nói trong con tàu cháy sau trường thành có hàng trăm cái đầu như này nữa, cuối cùng Darius đã vạch trần tên giáo chủ, diệt trừ những nỗi sợ cho người dân trong phố. Bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới để Vân Anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye!